giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan. Đấy, khi nào hô bắt đầu là cái chú chạy nhá. Nó làm mà chạy chậm là cho vào lồi luôn. Đây, lồi đây. Đây, lồi đây. Đấy, đây là đích của Việt Nam, còn đây là của Thái Lan. Đấy. Mà không ấy thì cho thảo lồi là làm luôn. Đấy. Đấy, làm các bạn chờ xem cú đưa chuẩn bị bắt đầu nhá. Tấm giờ rồi. Hiệp 1 với tỷ số Việt Nam thắng 1-0. Tiếp tục hiệp 2 nào. Còn được thế à? Cầu đi thôi. Rồi. Bắt đầu chạy.